Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn huyện Đắc Hà đóng góp tích cực trong mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm nay hơn 90 tuổi, già làng A Chui có hơn 50 năm tham gia công việc chung ở khu dân cư, tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chương trình phong trào thi đua do các cấp phát động. Qua đó, nhiều hộ người dân tộc thiểu số hiến đất tham gia ngày công làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng nhà rông truyền thống. Nhà nói thế nào, ông già, bà con con nghe thôi. Vận động bà con cháu thì người đi học này phải đu văn, phải đi học đu ngày, đu giờ, đu phút gì để răng học đấy. Nghe cho biết cô giáo hoặc là cô thầy nói, phải nghe cô thầy nói, vận động cho bà con lúc Chủ nhật nào cũng nói, biết trồng mì này, trồng bơ lời này, trồng cà phê này, chăm sóc cà phê phải tốt. Chi hội của thôn 13 mà do ông A Chíu này làm chi hội trưởng ấy, thì là trong hai cái nhiệm kỳ vừa qua luôn luôn là nằm trong cái top là tiêu biểu xuất sắc, mà có cái sự là cộng tác tốt nhiệt tình của ông A Chíu thì vận động được các hội viên của rồi anh em con cháu cũng như bà con trong cái thôn Đắc Can Dốp này là thực hiện cái chủ trương của đảng, của đảng bộ xã là về cái công tác là hiến đất rồi làm đường giao thông rồi hiến đất để xây dựng cái nhà rông văn hóa. Các cái hội viên của người cao tuổi là rất là ủng hộ mà rất là trân trọng cái tinh thần công tác của ông A Chíu. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Trần Văn Minh, năm nay 70 tuổi, ở thôn 2 xã Đắc La, luôn nỗ lực phát triển kinh tế, gương mẫu, nhiệt tình, tham gia các công việc chung của thôn. Cách đây gần 25 năm, ông được bà con nhân dân trong thôn bầu làm trưởng thôn. Để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, ngoài gương mẫu đi đầu, ông thường xuyên lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Mọi công việc chung đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý. Nhờ đó, cùng với nguồn lực của nhà nước, đầu tư và sự chung tay của người dân, năm 2022, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bản thân vừa là bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn, mà lại là hội viên của hội người cao tuổi nữa, thì bản thân luôn là coi như đi đầu tiên phong trong mọi công việc. Từ đó để cho cái mọi người dân họ noi theo, cũng như là mà không ngoài người dân mà muốn mà được người dân mà họ noi theo mình, để không ngoài mỗi con phát triển kinh tế mà cái coi như là nhắc nhở, coi như là con em trong gia đình mình đó, là phải là cũng thực hiện cho nó tốt để cho người ta nhìn, người ta thấy. Thôn 2 xã Đắc La có 81 hộ, hơn 320 nhân khẩu. Để tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, ông Trần Văn Minh tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Tiêu biểu có anh Nguyễn Đình Hóa, thực hiện mô hình nuôi dúi, quy mô hơn 100 con, với giá bán hiện nay từ 400 đến 500 ngàn đồng 1 kg, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở địa phương. Đó là đặc biệt chỉ có lê với mía thôi. Chứ còn chẳng qua là mình tận dụng đi lèm rồi, giả mình chặt ít lê ở rừng hay gì đó thì giờ lê cũng còn nhiều á, nên mình tận dụng mấy cái đó mình nuôi thấy nó cũng dễ, mình thấy phát triển cũng tốt, nó cũng nhanh á, nó cũng đẹp, thu nhập cũng được. Nói chung là mình bán số ít thôi, mới nuôi, nhưng mà mình bán số ví dụ dưới thịt rồi á, nên mình thấy nó thu nhập cũng được, bởi vì mình cái giống cái này là mình chủ yếu mình tranh thủ thôi mà. Mọi cái mà huy động nhân dân đóng góp là phải được công khai minh bạch, phải thực hiện theo cái quy chế dân chủ là dân biết, dân bàn, dân kiểm, làm dân kiểm tra, dân giám sát. Mỗi cán bộ phải nâng cao cái trách nhiệm của mình, phải làm gương trước, tiên phong đi đầu trên mọi công việc, thì từ đó người dân họ nhìn vào là họ mới tích cực tham gia thực hiện để mà làm theo cái gương của mình. Huyện Đắc Hà hiện có 5.600 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 11 tổ chức cơ sở hội, 83 chi hội. Trong những năm qua, các cấp hội không ngừng kiện toàn tổ chức,
và lựa chọn người có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm nên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, nhiều hội viên người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể tại cơ sở. Hàng năm thì hội người cao tuổi thì đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người, đặc biệt là vận động người cao tuổi là chẳng hạn thì vừa làm kinh tế giỏi này, vừa tham gia xây dựng hệ thống chính trị này, khuyến học, khuyến tài, và hai là vận động nhân dân là hiến đất, hiến công để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là tham gia xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp tích cực của người cao tuổi khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.